chuyện gì vậy? Tối nay ngươi phải giúp ta một việc. Còn đây là phần thưởng của ngươi. Ừ, tôi biết rồi, tôi đi đi. Ta tuân lệnh hoàng thượng, tra xét một vụ mất trộm trong cung. Ngươi có liên quan tới một nghi phạm mà ta đang theo dõi. Cùng với những tang chứng này, đủ để khép tội ngươi, che giấu hoặc là đồng lõa. Dạ bẩm ngài suy xét, con không có liên quan gì tới ả ta hết, mà con cũng không biết ả ta là nghi phạm của vụ án này. Vậy thì tang chứng này, ngươi giải thích ra sao đây? Dạ... Nếu ngươi nói dối nửa lời, thì tội khó tha. Tên kia, trước mặt đại nhân, ngươi có chịu khai ra chưa? Dạ thật sự thì con không có dây mơ rễ má gì với ả hết, mà cũng chẳng phải là đồng bọn gì với ả nữa, mà là ả nhờ con một việc, và đó là tiền công. Tiền công mà hậu hĩnh như vậy à? Trừ phi là làm chuyện phi pháp, có đúng không? Dạ, ả muốn bỏ trốn khỏi hoàng cung đêm nay, mà con là người canh cổng, nên ả muốn nhờ con giúp. Bỏ trốn thì ra là vậy. Dạ. Nhưng mà ngươi có tìm hiểu tại sao ả lại muốn bỏ trốn ra khỏi cung hay không? Dạ, chuyện đó thì con không biết. Ngươi có biết tội giúp cho tỳ nữ trong cung bỏ trốn nặng lắm không? Dạ con biết tội rồi thưa ngài. Xin ngài hãy tha thứ cho con. Con sẽ không giúp ả bỏ trốn nữa. Vậy ngươi có muốn đói công chuộc tội không? Dạ muốn à. Xin ngài cứ sai bảo. Vậy bây giờ ngươi cứ về làm bổn phận của ngươi đi. Khi nào ta cần thì ngươi hãy ra làm chứng cùng với những tang vật này. Dạ tôi lệnh ngài. Ngươi lui đi, còn quỳ đó làm gì? Dạ. Hên cho ngươi gặp đại nhân ta đó. Đại nhân, đại nhân đã quá nhẹ tay với hắn. Dạ. Con à. Dạ. Con định sao với vật này? Những tang vật này chắc chắn không phải thuộc về thân phận của tỳ nữ, mà là của chủ nhân của ả. Con sẽ dùng những tang chứng này để tìm cho ra cái chủ nhân. Nhưng mà trước mắt, Dương Võ. Dạ. Hãy mau đi bắt ả tỳ nữ này về. Khi có lời khai cùng với tang vật thì kẻ đứng đằng sau chắc chắn sẽ lộ diện mẹ. Ừ. Vũ tiểu thư, ta có vật này muốn tặng cho nàng. Nàng xem cây châm này vô cùng tinh xảo, lấp lánh bởi những hạt lưu ly ở xứ sở Tây Vực, được kết hợp với dạ minh châu. Nàng có biết không, nếu không được làm ra bởi bàn tay của những nghệ nhân giỏi nhất triều đình thì sẽ không có được một cây châm đáng giá như thế này. Ta tặng cho nàng, nàng hãy cài đi. Ta cảm thấy nàng mới thực sự là xứng đáng. Tỳ nữ không dám nhận vật quý báu mà chỉ có hoàng thân quốc thích mới được sở hữu. Xin hoàng tử đừng giận. Không lâu nữa nàng sẽ trở thành thái tử phi, rồi trở thành chánh cung hoàng hậu của Dương triều này. Như vậy nàng cũng đừng mặc cảm về thân phận thấp hèn của mình làm gì nữa. Ta có thể dâng hết cho nàng cả giang sơn, huống hồ gì là một cây châm. Hoàng tử, xin ngài đừng nức thời nói ra những lời thái quá như vậy. Rủi như có ai nghe được, tỳ nữ sẽ mang tội khi quân phạm thượng. Nàng không cần phải e dè như vậy. Nay mai đây ta sẽ là vua một nước, còn nàng sẽ là mẫu nghi của thiên hạ, sẽ không ai có thể bắt tội nàng hết. Kim khẩu của ta đã ban ra thì sẽ không ai dám làm trái ý. Hoàng tử bây giờ khác quá. Khẩu khí đúng là bậc quân vương. Nhưng mà cho phép tiện nữ được nói, muốn là minh quân cần đức độ khiêm cung và quên mình vì bá tánh. Còn phải nghĩ mình là của trăm họ, chứ không phải trăm họ là của mình. Ta biết và ta hiểu. Ý của ta muốn nói cho nàng hiểu là ta là vua của một nước, chẳng lẽ ta không đem lại hạnh phúc và sung sướng cho người mình yêu hay sao? Huống chi là ba cái chuyện chăn dân.
ta muốn chứng tỏ tấm chân tình của ta đối với nàng. Khi ta lên ngôi, điều ta nói sẽ trở thành sự thật, chứ ta không hề nói suông. Tiện nữ thân phận thấp hèn, không dám trèo cao. Nếu ngài có ý định đó, tiện nữ xin được khước từ. Tại sao? Chẳng lẽ nàng chưa thấy đủ tấm chân tình của ta đối với nàng hay sao? Hay nàng muốn ta phải học theo tích xưa, xé lụa để mua tiếng cười người ngọc, hay là đi xa vạn dặm để mang quả lệ chia về cho nàng? Tiện nữ không có ý đó. Nhưng có điều, hoàng tử nên chuyên tâm trao dồi việc triều chính, để sau này gánh vác san sẻ cho hoàng thượng. Đừng vì tiện nữ mà sao lãng, sẽ làm uổng phí kỳ vọng của nương nương. Chuyện thê tử nương nương cũng đã định sẵn cho ngài rồi, và ai sẽ là người xứng đáng thì nương nương cũng đã chọn. Tiện nữ xin phép được về quê để phụng dưỡng phụ thân, làm tròn đạo làm con. Nàng nói chuyện gì mà nghe lạ vậy? Có phải là ai nói với nàng, hay nàng đã nghe được gì chăng? Tiện nữ mong từ đây hoàng tử đừng lui tới dịch đình, sẽ không tốt cho ngài, nương nương cũng không được vui. Tiện nữ xin phép vào trong. Sao hôm nay lời nói và thái độ của nàng lại khác lạ như vậy? Chẳng lẽ... Đại nhân, đại nhân chưa đi nghỉ sao? Ta đang nghĩ về vụ án. Nàng hãy xem đi, những vật này nó rất tinh xảo và quý giá. Chắc chắn chủ nhân của nó phải am hiểu rất rõ về loại ngọc quý giá này. Ta đang nghĩ là ả thị nữ này được thưởng, hay là ả đã lấy cắp của chủ nhân của ả. Muốn biết được rõ xuất xứ, ta chỉ cần đợi truy bắt được ả thì mới rõ được chân tướng. Nhưng mà ta cũng muốn hỏi qua hoàng hậu, biết đâu được chúng ta sẽ tìm ra được manh mối. Ngọc lưu ly của Tây Dực. Nàng biết loại ngọc này sao? À không, tiện nữ chỉ đoán thôi. Không lẽ là cùng một chủ nhân? Không thể được. Phải tìm ra thật hư, sau đó bao với Trần đại nhân mới tránh được hồ đồ. Tiện nữ xin phép vào phòng. Xin phép Trần đại nhân. Tại sao con lại hỏi câu đó với thái độ như vậy hả? Vậy tại sao mày lại cho người gọi cô ấy vào đây? Ai nói với con? Con đã hỏi Á Thị Linh, và ả đã thừa nhận là đã dẫn Vũ Tiểu Thơ vào đây. Thì sao nào? Điều đó có gì bất thường? Nhưng mà con muốn biết là mày đã nói những việc gì với cô ấy?
con chỉ nên tập trung đến thư phòng đàm đạo cùng phụ vương theo người Lâm triều để học hỏi chuyện chính sự. Có phải là mẹ đã ra lệnh hay ngăn cấm gì đó với nàng không? Có phải mẹ đã dùng quyền uy uy hiếp cô ấy đúng không? Nếu có thì sao? Mẹ chỉ muốn còn không sao lãng chuyện đại sự. Dù chuyện con và Vũ tiểu thư, sao mẹ lại xen vào? Mẹ không thể làm điều đó. Đó là sự can thiệp vô lý và khiến nàng bị tổn thương. Con không biết là mẹ đã nói những gì, nhưng bây giờ thái độ của nàng hoàn toàn thay đổi. Đau đớn hơn, nàng đã từ chối tấm chân tình của con. Mẹ có biết là con đau khổ tới mức nào không? Hoàng tử, con nghe mẹ nói. Những gì người mẹ này làm là muốn tốt cho con. Mẹ có thể làm tất cả để bảo vệ con suốt thời gian dài. Thì bây giờ, mẹ cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Mẹ, đây là chuyện tình cảm, chứ không phải là chuyện tiền đồ gì đó. Con trai của mẹ, mẹ không muốn làm con buồn, nhưng con hãy nghe lời của mẹ. Nam nhi chí lớn thì không được vướng vào chuyện nữ nhi tầm thường con à. Sau này con có cả thiên hạ thì xá gì một con nhỏ thấp hèn đó. Con hãy nghe mẹ. Mẹ, mẹ không được nói như vậy. Mẹ có biết là Vũ tiểu thư quan trọng với con như thế nào không? Nhưng chuyện đăng cơ và kế vị ngai vàng mới là chuyện quan trọng bây giờ. Nhưng nếu cô có ngai vàng mà không có nàng, con cũng không mang. Mẹ không hiểu được lòng cô đang nghĩ gì sao? Mẹ muốn con trở thành một vị vua trị vì thiên hạ, ngồi trên ngai vàng, nắm cả giang sơn. Điều đó là điều mẹ muốn, con có thể làm. Nhưng sao một điều ước nhỏ nhoi của con mà mẹ lại cướp đi? Có phải mẹ là quá hồ đồ khi can thiệp vào chuyện tình cảm của con hay không? Con muốn nói với mẹ rằng, nếu như trên đời này không có nàng, thì con cũng không muốn bất cứ thứ gì khác. Mẹ hiểu chưa? Hả? Cấm miệng! Con có biết là con đang nói cái gì không? Mẹ đánh con. Từ nhỏ tới giờ, mẹ chưa bao giờ đánh con. Phải, mẹ chưa bao giờ đánh con. Mẹ biết con đau một thì mẹ đau mười. Con có biết mẹ yêu con đến giường nào không? Từ lúc sanh con ra, mẹ đã nơm nớp lo sợ người ta sẽ hại con. Mẹ biết với sức của con gà mẹ thì làm sao chống nổi một lũ diều hâu. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ sẵn sàng chết để bảo vệ cho con trai mình được sống. Mẹ chỉ mong con được lớn khôn và sau này trở thành người có chí lớn. Con à, hai mẹ con mình đã trải qua biết bao nhiêu tủi nhục ê chề, phải nằm gai nếm mật để mong có được ngày hôm nay, ngày mà con kế vị ngai vàng và bước lên ngôi thiên tử. Mẹ cũng sẽ tiếp tục làm tất cả để bảo vệ cho con, đến khi con khoác áo long bào rồi chém chệ trên ngai vàng chính bệ. Như vậy, mẹ ôm cái ngai vàng của mẹ đi. Con không cần, con chỉ cần người con yêu thôi. Nếu không có nàng, con sẽ không thiết tha bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả đó là ngai vàng hay là ngôi vua chính bệ. Không, không, con à, con không được nói như vậy. Con trai của mẹ không phải là người như vậy.
Con của Huệ Phi này nhất định không thể là một kẻ yếu hèn nhu nhược. Chỉ vì một đứa con gái thân phận thấp hèn mà bỏ đi Chi Lân. Vậy thì mẹ muốn con phải làm sao đây? Ngôi cao để làm gì? Quyền lực để làm gì? Khi mà ngay cả người con gái mình yêu cũng không chọn được hả mẹ? Con chỉ cần ngồi trên cao thì thiên hạ sẽ về tay con. Đến lúc đó con muốn hằng ngà hay tiên nữ thì cũng có mà con. Con chỉ muốn Vũ Tiểu Thơ thôi mẹ. Không phải nàng thì con không muốn ai khác. Con thật là ngu muội. Con làm cho cha mẹ thất vọng về con quá. Cha con đang ở trong đại lao chờ con lên ngôi để được phóng thích. Vậy mà con ở đây khóc lóc bi lụy vì một đứa nữ nhi tầm thường. Mẹ, mẹ vừa nói gì? Cha con trong đại lao là người nào? Là sao hả? Mẹ nói đi. Đến lúc này thì mẹ không cần giấu con nữa. Con không phải là giọt máu của vị vua bạc nhược đó, mà Tô Thừa Tướng mới chính là cha của con. Cha và mẹ mấy lâu mưu đồ sự nghiệp để con được lên ngôi thiên tử. Thiên hạ sẽ thuộc về gia đình ta, con có hiểu không? Con phải lên ngôi, phải làm những gì mà cha mẹ đã dày công sắp đặt bấy lâu nay. Con có hiểu không? Mẹ, mẹ, có phải là mẹ đã đối khích con đúng không? Sao con có thể là con của Tô Thừa Tướng được chứ? Không thể nào, con không thể nào là con có một phản tặc như vậy được. Không thể nào. Mẹ, có phải là mẹ bị đặt không mẹ? Mẹ nói đi. Mẹ, mẹ nói cho con nghe đi, là con nghe lầm phải không hả? Con không nhận cha là con bất hiếu. Ai cũng có thể nói ông ấy là quân phản tặc, nhưng con, mẹ, con thì không. Ông ấy làm tất cả chuyện đó là vì con, vì tiền đồ của con, vì gia đình của chúng ta. Con có hiểu như vậy không? Hả? Giản Nhi, Giản Nhi, con làm sao vậy? Giản Nhi, Giản Nhi, con nghe mẹ nói không? Giản Nhi à, Giản Nhi, Giản Nhi, mình cần là... Ai? Có thích khách, có thích khách. Tham kiến hoàng hậu nương nương, Trần Trung đại nhân, quỳ xuống. Dạ, dạ tiện nữ tham kiến hoàng hậu, tham kiến đại nhân. Ngươi nhận ra số nữ trang này chứ? Có phải ngươi đã dùng số nữ trang này để mua chuộc tên lính để ra khỏi cung, có đúng như vậy không? Dạ, dạ bẩm hoàng hậu, thưa đại nhân, tiện nữ biết tội của tiện nữ rồi. Tiện nữ chỉ muốn đi về thăm quê nên mới nhờ tên lính đó giúp cho tiện nữ trốn khỏi hoàng cung. Nhưng mà tiện nữ sẽ quay trở lại, chứ tiện nữ không có ý trốn. Xin ngài lượng thứ mà tha cho tiện nữ. Như vậy thôi sao? Dạ. Tiện nữ biết mình tội nặng, đã mang thân phận trong cung mà lẻn ra khỏi cung khi chưa có phép của chủ tử. Nhưng mà xin ngài hãy nể tình của hoàng hậu mà tha cho tiện nữ. Dạ mồm. Mi còn dám đem ta ra bán đứng hả? Tiện nữ không dám, tiện nữ không dám, xin hoàng hậu tha tội cho tiện nữ. Thank you.
ai đã mua chuộc ngươi để làm chuyện này. Hương gây mê để tạo ảo giác, gây ám thị. Những bùa chú mê tín để sai khiến ta. Nói mau. Dạ, dạ hoàng hậu nghĩ sai cho tiện nữ rồi. Tiện nữ không có làm mà. Còn chối nữa à? Đúng là ta đã nuôi ông tay áo mà. Dạ lệnh bà. Nói, ai đã sai ngươi giả làm thầy bói để gạt ta, bày cho ngươi cái trò buông thần bán thánh? Nói mau. Dạ bẩm, chính ạ, đã về quê xúi dục con làm chuyện này với số bạc hậu hĩnh. Dạ dạ thưa bà, con nghèo nàn tối mắt vì con ham lợi cho nên đã to rập với ả để hạ lệnh bà. Dạ con biết tội rồi, mong lệnh bà, lệnh bà tha cho con. Dạ dạ con biết về trơn á con. Ả nói sao thì con làm vậy à? Dạ dạ dạ. Ả kia, ngươi có khai không hay muốn đầu rơi khỏi cổ? Đây là một âm mưu thâm độc có kế hoạch lâu dài nhằm đổ tội cho hoàng hậu giết chết thái tử, mưu soán ngôi vua. Ngươi hãy khai ra người chủ nhân thực sự của ngươi là ai thì ta sẽ giảm nhẹ án cho ngươi. Còn không mau nói ra. Thì ra ngươi cũng là một kẻ trung thành, tiếc là đi sai đường, theo kẻ có giả tâm mưu hại người ngay. Nếu ngươi không nói ra, ta cũng không ép. Bổng hoàng hậu, thần có ý này. Ta hãy phao tin là ả này đã bị bắt cùng với số nữ trang này, và đã cung khai ra kẻ chủ mưu, nên được hưởng án nhẹ cho tha về quê sinh sống. Thần tin rằng ả không về được nửa đường thì đã bị chủ nhân cho người giết chết để bịt đầu mối. Kế này là thổi khối vào hang để cáo lôi mặt ra, làm cho chúng ta không cần phải bẩn tay. Kế hay. Đại nhân cứ làm theo ý của ngài. Xin tuân lệnh. Dương Võ. Dạ. Thả ở đó. Dạ. Hoàng hậu, hoàng hậu, con xin người đừng có làm vậy, bà ta sẽ giết chết con. Con xin khai, hãy cho con đường sống. Con xin bà hãy cứu con, đừng để họ thả con ra. Con xin bà. Con không mau nói ra, người chôn xác thái tử ở đâu? Ai chủ mưu hãm hại ta? Dạ, con xin khai. Thái tử được chôn xác ở phía tây cách kinh thành 20 dặm, ngay ngọn đồi nhỏ. Còn người xúi dục con hãm hại lệnh bà, đó chính là... Là ai? Dạ, dạ là Huệ Phi nương nương. Thật không thể tin được. Sự thể như thế nào? Người mau khai ra. Tại sao người tới tìm ta giờ này? Không sợ bị lộ à? Người muốn chết hả? Dạ bẩm nương nương, hoàng hậu... Hoàng hậu sao? Ta không có thời gian, nói nhanh đi. Dạ, hoàng hậu đã giết thái tử anh Minh rồi ạ. Hả? Nhanh vậy sao? Không ngờ mùi hương của Tây Vực lợi hại thật. Dạ bẩm nương nương, hiện tại nô tỳ đang giữ cái xác của thái tử, mà bây giờ mình phải giải quyết như thế nào ạ? Hay là mình quăng cái xác đó xuống dưới sông ở ngoài cung? Không được. Như vậy thì sẽ lộ rất nhanh. Thời cơ của ta chưa đến, nên không thể manh động được. Ta phải tính cách vẹn toàn. Trước hết, ngươi vẫn ở bên cạnh bà ta. Đây cũng là lúc ngươi lấy được sự tin tưởng của bà ta nhiều hơn. Còn cái xác, ta phải mang ra khỏi thành chôn. Biết đâu có ngày lại cần tới.
làm sao mang xác ra khỏi thành được hả nương nương? Nô tỳ e là... Yên tâm, ta đã có cách. Mẹ, Dục Tiểu Thư. Ả ta đã rình nghe hết về thân thế của con. Nếu những điều này lọt ra ngoài, thì không những cha mẹ bị trảm, mà tính mạng của con cũng khó bảo toàn. Mẹ, mẹ nói vậy nghĩa là sao? Chỉ có người chết là không biết nói. Mẹ, mẹ, mẹ không được làm vậy nha mẹ. Để con khuyên nàng, nhất định nàng sẽ nghe theo. Con xin mẹ, hãy tha tội chết cho nàng. Nhìn kìa, đứa con trai ta đã kỳ vọng sao lại yếu hèn trước một đứa con gái tầm thường như vậy hả? Con hãy tỉnh táo lại đi. Cơ đồ của ta không thể là thứ có thể đánh đố. Và càng không thể bị tiêu tan bởi tính bi lụy của con. Mẹ, Dục Tiểu Thư, nàng hãy hứa với mẹ ta là sẽ không nói chuyện này ra. Mẹ, con xin mẹ hãy tác hợp cho tụi con. Con nghĩ sau khi trở thành người một nhà, nàng sẽ không bao giờ trở mặt hại chúng ta. Con xin mẹ hãy tha tội chết cho nàng. Tội nghiệp cho con trai ta. Không biết ả ta đã cho con lời ngon tiếng ngọt gì mà con u mê quá đỗi như vậy. Không nói nhiều nữa. Mẹ, chỉ cần uống chén thuốc độc này thì mọi việc sẽ êm xuôi, nhẹ nhàng và êm thấm. Mẹ, mẹ, con xin mẹ, con sẽ nghe theo lời mẹ. Con cũng sẽ làm vua theo cơ đồ của mẹ gầy dựng. Con sẽ nhận gia theo ý của mẹ. Mẹ, chỉ cần mẹ tha cho Dũng Tiểu Thư nha mẹ. Con xin mẹ, con xin mẹ mà. Con hãy mau ra khỏi nơi đây. Con tránh ra. Mẹ, mau tránh mẹ, ra. Mẹ, mẹ, con xin mẹ mà. Mẹ tha cho nàng đi mà. Tha cho nàng đi mà. Còn lại mẹ mà. Mẹ, ta đang nhìn thấy cái gì đây? Đứa con trai mà ta yêu thương kỳ vọng, một đấng quân vương nay mai sẽ nắm cả trăm họ, lại yếu hèn như vậy sao? Tội của ả này lại càng chồng chất. Đã mê hoặc quân vương nhục chí, nhu nhược đến nông nổi như thế này. Mẹ, con chết một ngàn lần, một ngàn lần cũng mẹ, không hết tội. Con xin mẹ mà, con xin mẹ. Con xin mẹ. Nếu mẹ cương quyết muốn giết nàng, hãy để cho con chính tay làm chuyện này. Xin mẹ hãy cho con được nói lời cuối cùng với nàng. Con xin mẹ hãy cho con một đặc ân đó. Con sẽ tự tay bóp chết tình yêu trong con. Dạ. Con sẽ đoạn tuyệt với nó.
rồi con sẽ trở thành đứa con mà cha mẹ kỳ vọng. Thiệt tức chết được mà. Thôi được, con tự mình làm chuyện này cũng là cách hay để chứng tỏ cho mẹ thấy chí khí của con. Ta sẽ chờ con ở bên ngoài. Nên nhớ, ta không đủ kiên nhẫn để chờ lâu đâu đó. Dù đi thôi. Ta không muốn cho Đạt thấy sự yếu đuối của ta. Nhưng trước giờ phút sanh ly tử biệt này, Ta không thể nào kìm lòng được. Khi ta nghĩ tới chuyện chia ly, kẻ dương người ấp, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta mong nàng hãy hiểu cho ta. Những điều ta làm cũng chỉ để chứng minh là ta rất yêu nàng. Ta sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng của nàng trong tim ta, để sau khi xuống tuyệt đài, chúng ta lại có thể gặp lại nhau. Dù tiểu thơ à, nè, nàng hãy hứa với ta một lời nha. Kiếp sau chúng ta sẽ trở thành thanh mai trúc mã, ở bên nhau trọn đời nha. Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử à! Hoàng tử! Giang Nhi! Giang Nhi! Giang Hoàng tử! Giang Nhi! Sao con gần ông nội này? Giang Nhi! Giang Nhi! Giang Nhi! Con hãy đồn ra hết đi! Mẹ sẽ không để con chết đâu! Người đi đâu? Người đâu? Người đi! Mẹ! Đã trễ rồi! Con cảm giác chất độc đang ngấm dần trong phủ tạng. Con chấp nhận làm đứa con bất hiếu với mẹ trong kiếp này. Con thật là dại dột. Tại sao vì một đứa con gái mà hủy hoại thân mình như vậy hả con? Mẹ, từ lúc biết được nguồn gốc của con đã không còn tiếp sống nữa. Con không chối bỏ người đã sinh ra mình, nhưng con cũng sợ người đời nguyền rủa mình nói con là tạp chủng. Dù con có lên gai vàng thì cũng chỉ là hôn quân bạo chúa. Con thấy mình thật sự không có tài đức. Con chỉ muốn mình là một đứa con trai ngoan ngoãn sống với mẹ ở kiếp này. Sau khi con chết, mẹ hãy buông bỏ hết và thú nhận tội lỗi, mong sự tha thứ của hoàng thượng. Con ơi, con đừng nói nữa. Hãy giữ nguyên khí để chất độc không xâm nhập được lục phủ ngũ tạng. Mẹ sẽ tìm Tô Thừa Tướng. Mẹ sẽ lấy thuốc giải cho con. Con à, chú ít thôi mẹ. Chất độc ông ấy chế để hại đối thủ, không ngờ con này chính nó lấy chết. Con
trai của mình. Đó cũng là nhân quả. Còn bỗng sau khi con chết, ông ta sẽ chụp tay và biết hối lỗi quay đầu. Ta không thể thắng chính được. Đó là chân lý bất di bất dịch ngàn đời. Hoàng tử, mẹ hãy nắm tay con. Hoàng tử, và hứa với con một lời thì con mới yên lòng nhắm mắt. Con muốn mẹ hứa gì mẹ sẽ làm cho con. Mẹ hứa hãy đẩy ta ra cho chú tiểu ta mẹ Giang Nhi, Giang Nhi, Giang Nhi, Giang Nhi. Nương nương, ta nay mai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, là mẫu hậu của vua. Kẻ nào dám phạm thượng, chịu quên tội bất kính với mẹ của vua. Quý phi, bà nên thức tỉnh, theo ta về chịu tội trước sân rồng. Đừng hòng, thầy nói bọn nó lui ra, nếu không ta sẽ giết chết ả này. Nè, khoan đã, lui. Dạ. Quý phi, cả người nữa, người cũng phải lui ra. Nếu chết ta sẽ chết trước cha. Quý phi, bà nghe ta nói, dừng tay lại đi, đừng gây thêm tội ác nữa. Cấm miệng, ngươi là phận gì mà dám há miệng khuyên nhủ ta, một bậc mẫu nghi thiên hạ. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không lui ta sẽ giết cả. Một, hai, ba. Quý phi, ta có ý này, bà bắt ta đi, ta sẽ thế mạng cho chủ tiểu thơ. Chưa quên, bà đừng làm hại cô ấy. Chưa quên, còn ả này là gì mà ai cũng muốn bảo vệ cho nó. Ngay cả đứa con trai ngu ngốc của ta cũng đánh đổi tính mạng cho nó. Nếu ta không giết chết nó, Như Nguyên, con trai ta sẽ không thanh thản ra suối vàng. Quý phi, bà bình tĩnh đi. Ta phải giết chết nó. Quý phi à, Quý phi. Như Nguyên, con trai ra. Như Nguyên, Như Nguyên. Như Quỳnh à, Như
truyền khẩu dụ của hoàng thượng, hà phi vô tội, phóng thích ngay tại chỗ. Lính đâu? Đa tạ hoàng mở thượng. Cửa. Đa tạ hoàng thượng. Sao bà lại vào đây? Chúng nó đã biết những gì? Tại sao? Tại sao bà không trả lời tôi? Bà nghe tôi nói không? Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ơi, con trai mình. Con trai mình làm sao? Nó chết rồi. Chết? Tại sao lại chết? Ai dám ra tay sát hại nó? Trần Trung hay là hoàng hậu? Chuyện này tôi sẽ không tha cho bọn chúng. Liên lạc với các tướng quân trấn quân và biên ải, chờ khi ta kích động quân thần trở mặt hậu quân, Mã tướng quân sẽ kéo binh về kinh thành, hợp ứng trong ngoài, ăn đại nghiệp sẽ thành. Lúc đó ta sẽ lên ngôi. Việc đầu tiên ta sẽ bắt từng tên ra, lóc già sẽ thịt, trừng trị từng tên. Con trai mình chết rồi, ông có nghe ta nói gì không? Ta biết chứ. Ta làm tất cả chỉ để báo thù cho con trai ta. Bà hãy nghe ta dặn đi. Trần Trung mưu mô xảo quyệt, không thể bắt ta thú nhận tội được. Nó sẽ công kích bà để khép tội chung. Bà tuyệt đối phải tỉnh táo, không được sa bẫy bọn chúng. Bà nhớ chưa? Trời ơi, ông không nghe ta nói gì sao? Sao rồi nè? Cũng may vết thương đâm chệch hướng nên không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại bây giờ, Dương Võ cần có thời gian để tĩnh dưỡng, chờ sức khỏe tốt hơn. Nhất là phải ăn thức ăn bổ huyết vì mất máu quá nhiều. Cũng vì muốn cứu mạng tiện nữ mà Dương huynh đã bị đau một nhát chí mạng. Nếu mà Dương huynh có bệ gì, chắc suốt cuộc đời này tiện nữ sẽ hối hận lắm. Kìa, Vũ Tiêu Thơ. Vũ Tiêu Thơ không nên nói như vậy. Dương Võ tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình phải ra tay nghĩa hiệp, huống chi người đó lại là Vũ Tiêu Thơ. Dương Võ xả thân cứu cô như vậy, coi như ơn nghĩa này lớn lắm đó. Không biết cô trả ơn bằng cách nào xứng đáng với cái tình mà Dương Võ đã dành cho cô. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ nói như vậy làm cho Vũ Tiêu Thơ càng ái nái đó. Ủa, thì mẹ nói đúng mà. Dương Võ thì hay cái tật bao đồng giúp người. Mà lần này á, Dương Võ đã xả thân hứng lấy hiểm nguy, thì đúng là xả thân vì cứu Vũ Tiểu Thơ rồi. Mẹ à. Thì thôi, mẹ không nói nữa. Mẹ chỉ muốn cho Vũ Tiểu Thơ thấy được tấm lòng của Dương Võ thôi mà. Ừ, không nói nữa. Lúc thập tử nhất sinh, con chỉ biết là nhắm mắt chờ chết. Khi phút giây bàng hoàng đi qua, con mới chợt hiểu chân tình không phải trong thần thoại hay huyễn hoặc,
mà nó xảy ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Không chỉ có hoa nở bướm bay, mà trong đó còn có cả hy sinh và máu. Đó, thấy chưa? Vũ tiểu thơ thấy được tấm chân tình của Dương Võ, chứ đâu cần phải mẹ nhắc. Bây giờ cần nhất là phải đợi chờ cho Dương Võ hồi tỉnh sớm để đón nhận tình cảm báo đáp của Vũ tiểu thơ. Con xin nguyện ngày đêm chăm lo cho Dương huynh, mong rằng Dương huynh sẽ mau hồi phục và tỉnh lại. Nhất định là sẽ mau tỉnh lại thôi. Trở lại chuyện vụ án, không ngờ mưu đồ bá Dương của thừa tướng và Huệ phi thật dày công và chu đáo tới như vậy. Ngay cả hoàng thượng và các quần thần cũng bị qua mặt và khó đoán. Tội nhất là Hoàng Tiểu Giản, không ngờ là thân phận của mình lại là giọt máu của tên phản vua. Đáng lý, cái chết của Hoàng Tiểu Giản sẽ làm cho Huệ phi thức tỉnh. Đằng này bà lại điên tiết và trút hết mọi tội lỗi lên đầu của Vũ tiểu thơ. Đối với Huệ phi, Hoàng Tiểu Giản là sinh mạng của bà ta, lại là kỳ vọng để nóng được thiên hạ. Bà ta nóng lòng vì muốn giải cứu thừa tướng ra khỏi đại lao, khôi phục chức tước, nắm lại binh quyền. Thương con mà lại đẩy con vào chỗ chết. Mẹ không thể nào hiểu nổi bà Huệ phi. Uổng công mẹ xem bà ấy như là một người nhân nghĩa, đúng là khó bắt hình dong mà đoán được tâm tánh của con người. Phu quân, có một điều này thiếp vẫn không hiểu. Nếu như thái tử chính là con ruột của thừa tướng, thì tại sao lúc ở ngoài biên, ông ta lại đưa cho Vũ tiểu thơ gói thuốc độc? Chẳng lẽ ông ta thật sự muốn đầu độc chính con ruột của mình hay sao chứ? Chuyện này cũng dễ hiểu mà con. Đối với kẻ tham vọng không đáy như ông ta, thì cái chuyện mà hy sinh con mình để đạt tới mục đích đâu có gì lạ đâu. Huống chi cái chết thời điểm đó, tiêu diệt cả Trần Trung và Hoàng hậu. Nhưng Hoàng Tử Giản là báu vật của ông ta và bà Huệ phi. Phải có Hoàng Tử Giản thì mới có được ngai vàng và thực hiện được mộng bá Dương chứ. Ừ, mẹ cũng không thể nào hiểu được là ông ta đang nghĩ gì. Xưa cũng có kẻ nhân danh diệt hôn quân, cứu bá tánh lên lòng thiên tử. Có gì đâu mà không thể hả mẹ? Nếu như theo chàng nói, không có Hoàng Tử Giản thì thừa tướng vẫn có thể lên được ngôi báo và tự phong đế vương. Thật là tham vọng đến quá cuồng. Như vậy coi như vụ án này đã phá được. Thừa tướng và Huệ phi đã bị bắt, xác của thái tử Minh Anh cũng đã tìm thấy được. Coi như những gì mà hoàng thượng giao phó cho con đã hoàn thành. Tiếp theo mình phải làm gì hả con? Tuy vậy nhưng mà vụ án vẫn chưa kết thúc đâu mẹ. Con đường cuối cùng phải kết tội được thừa tướng và Huệ phi mới coi là vụ án được khép lại. Ủa, thì coi như con cứ hài tội và các bằng chứng rành rành đó thì coi như là con đã phán xử xong. Còn cái chuyện mà định đoạt tội như thế nào thì đó là chuyện của hoàng thượng mà. Mẹ à, chưa đâu. Thừa tướng là bậc khai quốc công thần. Nếu như ông ta không chịu cúi đầu nhận tội, cũng như là chưa xong vụ án, thì không thể nào mà khép tội ông ta được. Ủa, căng dữ vậy sao con? Dạ đúng vậy mẹ à. Bộ luật triều đình có ghi rõ như vậy. Vậy bây giờ mình phải làm sao để buộc ông ta thú tội? Điều này rất khó. Vậy không lẽ mình phải ở đây cho đến lúc ông ta thú tội sao? Chỉ có một người khiến ông ta khuất phục để nhận tội. Đó là ly gián bà Huệ phi ra và chỉ tội ông ta. Lời khai của đồng mưu xem là hữu hiệu và tốt nhất để chỉ tội thủ phạm khi hắn ngoan cố không cho lời khai. Chà, vậy thì càng khó. Bà Huệ phi không phải là tay dừa. Làm sao mà thuyết phục được bà ta đây? Các ngươi, dẫn bà ta đi đâu? Ta muốn gặp hoàng thượng. Đây là ý chỉ của Trần Trung quan huyện. Ngài muốn mời bà đến để thẩm tra về vụ án. Các ngươi không được lạm dụng nhục hình hoặc là ám muội gì đó để lấy lời khai bà ta. Nếu không các ngươi đừng có trách ta. Mời bà. Các
người nhớ đó. Trần Trung, người muốn giở trò gì đây? Bây giờ ta như cá nằm trên thớt, các người muốn chém muốn giết gì tùy ý. Đừng ở đó mà giở trò mèo khóc chuột. Hoàng hậu, nhìn thấy độ đắc thắng của bà, ta cảm thấy thương hại. Nếu không có sự trợ giúp của Trần Trung, gian trá xảo quyệt, thì bà tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Huệ Phi, cái chết của Hoàng tử Giảng không làm cho bà nhận ra tội lỗi do mình gây ra hay sao? Những gì bà gây ra cho ta, xét cho cùng thì chỉ xuất phát từ sự đố kỵ và lòng tham. Ta có thể bỏ qua tất cả, không một lời oán giận bà. Nhưng đối với Hoàng thượng, tội thông dâm và mưu đồ phản loạn thì khó lòng mà dung thứ. Bà không chỉ đối diện với tội lớn của triều đình, bà còn lưu danh sủ quế đến ngàn sao. Bà không thấy việc của mình làm là sai hay sao? Bà còn lớn tiếng thách thức ở đây. Mai này, khi ra công đường, nên biết tội mà thú nhận tất cả những việc mình làm. Ta hứa sẽ bỏ qua tất cả, không chấp nê chuyện cũ. Và cũng xin Hoàng thượng ân xá miễn tội chết cho bà. Bà đang hâm dọa ta hay dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ ta đây hả? Bà nên nhớ, luật Dương triều ta nắm trong lòng bàn tay. Muốn lợi dụng ta để khép tội Tô thừa tướng sao? Lời khai của con ả tỳ nữ chỉ khép tội được ta thôi, chứ không liên can gì đến Tô thừa tướng. Trò này quá tầm thường, phải không hả bà hoàng hậu? Xét ra, bà cũng chung thủy và tận trung. Nhưng tiếc là chọn sai người. Kẻ mà bà tôn thờ lại là kẻ phản thần, tặc tử. Ta khuyên bà nên tích phước cho đời sau, đừng ngoan cố mà gây thêm nghiệp chướng. Kẻ biết hối lỗi, quay đầu là bờ, sẽ được giảm bớt tội lỗi cho kiếp sau. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để cho các ngươi bắt ta dễ dàng như vậy đâu. Ta nói cho các ngươi biết, nếu ta có là ma, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Chính các ngươi đã làm cho gia đình ta ly tán. Chính các ngươi đã làm hỏng hết cơ đồ đại sự của ta. Chính các ngươi đã làm chết con trai yêu quý của ta. Kẻ giết con trai bà không phải là chúng ta, mà chính là ba. Chính bà đã đẩy Hoàng tử Giảng vào kế hoạch bất chính. Chính bà đã giết chết cuộc đời con trai bà. Đối với ta, các người là kẻ thù không đội trời chung. Mau đưa ta về đại lao, rồi truyền lệnh trảm ta đi, đừng có kéo dài vô ích. Trước khi đưa nương nương về đại lao, thì chức muốn cho bà xem vật này. Đây là gói thuốc độc mà chính tay thừa tướng đã giao cho Vũ tiểu thư để hạ độc Hoàng tử Giảng, và chính ta đã tráo thuốc mê để cứu mạng Hoàng tử Giảng. Kẻ muốn giết Hoàng tử Giảng đó chính là thừa tướng. Lòng ngốc, không đời nào ông ta giết con trai của mình.
Các người đừng mong giở trò ly gián. Chuyện này tin hay không thì tùy nương nương. Tiên chức chỉ muốn nói ra sự thật. Còn lại thì nương nương hãy hỏi thừa tướng sẽ rõ. Lính đâu? Dạ. Giải nương nương đi. Dạ. Theo đại nhân, điều này có thể làm thay đổi cục diện trên công đường trong nay mai không? Thì chức không đoán được. Nhưng nếu mà ta vẫn còn u mê, thì tiên chức phải dùng tới cách cuối cùng. Buộc bà ta phải thú nhận đồng mưu và khép tội thừa tướng gian xảo. Chúng dẫn bà đi đâu? Có lạm dụng cực hình hay giở trò gì không? Bà đã kiên định theo lời dặn của ta chứ? Vậy thì tốt rồi. Bọn hắn sẽ không thể làm gì đâu. Không có cách nào ghép tội được ta đâu. Bất quá thì chỉ khép được tội ta dùng bùa chú để hãm hại hoàng hậu. Nhưng tội đó chỉ bị giam cầm vào lãnh cung thôi. Bà đừng nao núng mà làm hỏng đại sự. Khi hoàng tử giảng trà trộn vào nhóm Trần Trung, ông vẫn phối hợp nội công ngoại kích để dụ họ vào trong chứ. Đúng vậy. Mọi thứ ta đã bàn với nó rất kỹ lưỡng và chu đáo để tránh sơ hở. Nhưng sao bà lại hỏi chuyện đó lúc này? Vậy khi ông nói với ta kế hoạch sẽ hạ độc hoàng tử giảng để đổ tội cho hoàng hậu thị thiền Trần Trung ra tay, thì ông đưa gói thuốc đó cho ai? Cho Vũ Thi Ngọc. Có phải gói thuốc đó được gói bằng giấy trang kim, đúng không? Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là thuốc mê. Nhưng bọn họ khẳng định đó là thuốc độc chứ không phải thuốc mê. Nội lão, chính ta đã đưa thuốc mê chứ không phải thuốc độc. À, ta đã hiểu rồi. Đây là quỷ kế của bọn chúng muốn ly gián chúng ta. Bà đừng tin bọn họ. Bà nghe ta nói không? Sao ta có thể giết con trai mình chứ? Ngọc Nhi phu nhân của Trần Trung là một lương y. Chẳng lẽ thuốc độc và thuốc mê mà cô ta không nhận ra được sao? Thì chúng cố tình nói khác, có gì lạ đâu. Không. Ý ta nói, nếu là thuốc mê ông đưa, thì ắt hẳn Ngọc Nhi phải phân biệt được chứ. Và phải nghĩ ngay, đó là gian kế. Với lại Trần Trung đã đoán được kế hoạch của ta và nghi ngờ hoàng tử là người của ông. Ta cũng không đoán được chuyện này. Nhưng bà đừng có suy nghĩ mông lung. Chúng đang dùng tà thuật để hòng phân tán tinh thần của bà. Bà hãy tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ có cách liên lạc với bên ngoài để kích động đội quân trấn ngoài ải, kéo về lật đổ ngôi vua. Lúc đó ta sẽ lật lại tình thế, nắm quyền lực triều đình. Bà cứ chờ ngày trở lại nắm quyền uy trong cung. Lúc đó, bà sẽ trở thành hoàng hậu quyền uy của tam cung lục viện. Giải tôi đi vào. Dạ. Tô Điền to gan, bước lên công đường, tại sao không quỳ xuống? Ta đường đường là một thừa tướng đương triều. Trước khi khép tội được ta, thì ta vẫn chưa là tội phạm của triều đình, ta không quỳ. Lính đâu? Dạ. Lấy ghế cho thừa tướng ngồi. Không cần. Nay ta mở công đường, xét xử vụ án thâm cung năm xưa. Một người đã dùng dung dị để giấu mặt, xuất cung làm chuyện xấu xa, la cà tử điếm, chơi bời trác tán, lừa gạt đàn bà có chồng, và bức tử chồng của ta.
thông dâm với phi tần, làm loạn triều đình. Sau đó vì sợ phát giác nên truy sát đồng liêu. Các nhân chứng sống và các vật chứng đã có đầy đủ tại công đường. Cuối mong hoàng thượng minh xét và phán xử. Trần Trung, ngươi đừng có lộng ngôn, dùng lời tà thuật để làm điên đảo triều chính. Ngươi đã thông đồng với hoàng hậu, lập mưu bày kế hãm hại trung thần. Ta đường đường là khai quốc trung thần, suốt đời lập không biết bao nhiêu công đức cho triều đình, nay là bị kẻ tiểu nhân như ngươi hãm hại. Hoàng thượng, ngài là bậc chí tôn, sao có thể nghe lời sàm tấu của kẻ tiểu nhân để giết hại trung thần chứ? Thưa tướng, ta nghĩ ngươi nên hối cải và thú nhận tội lỗi của mình đã gây ra, thì ta sẽ dị tình chúa tôi mà giảm nhẹ tội hình. Tất cả đã rõ như ban ngày, sao ngươi còn chấp mê chối cãi nữa? Ngươi tưởng binh quyền trong tay ngươi, tay chân trong triều của ngươi sẽ là lá chắn bảo vệ cho ngươi lộng hành thao túng để mưu soán ngôi vua sao? Ngươi đã lầm. Những kẻ bị ngươi bấy lâu dùng lời mỹ đã thức tỉnh và quay lại nẻo chính, một lòng trung với nước, hiếu với dân. Giang sơn này, triều đình này là của trăm họ, của muôn dân. Không thể để một kẻ giang hùng như ngươi lộng quyền tác quái, tác quái. Hôn quốc, ngươi uổng công ta cả đời theo phò ngươi, nhưng đến giờ ngươi lại nghe lời sàm tấu mà hãm hại trung thần. Bao lâu nay ta đã làm tung hô một kẻ hôn quân nhu nhược như ngươi, khi quân phạm thượng dám buông lời xúc phạm tới ta sao? Bị đâu? Dạ. Mau lội hắn ra chém. Dạ. Chém chết ta đi, rồi thiên hạ sẽ chê cười hôn quân như ngươi. Là bậc chí tôn, lời nói ra sao cho bá tánh tâm phục khẩu phục. Còn hồ đồ nói càng, dùng bảo tàng áp chế trung thần, thì thử hỏi sau này có ai theo ngươi không? Tất cả các quần thần, hãy xem ta mà nói gương. Sau này các ngươi sẽ cũng bị hãm hại và mang ra trảm vì nói là sự thật. Thưa tướng, ngươi không cần phải quán đổi ngôn từ. Thay trắng đổi đen, đánh đồng nhân tâm thiên hạ. Ta dâng lệnh hoàng thượng và hoàng hậu điều tra vụ án thâm cung và lôi kẻ thủ phạm ra ánh sáng công lý. Ngươi một hai tự cho mình là khai quốc công thần, nhưng bằng chứng đã đủ thấy ngươi là một kẻ gian thần, tạo phản xoán ngôi. Như vậy, hoàng thượng mang kẻ tạo phản ra trảm cũng là hợp với lòng người và lẽ trời. Cớ sao gọi là dùng bảo tàng áp chế chứ? Trần Trung, người nói bằng chứng, nhân chứng đã đủ, nhưng tất cả là do ngươi ngụy tạo và thống đồng với hoàng hậu để hãm hại ta. Nên nhớ, ta là bậc công thần, khi ta chưa thú nhận tội thì xem như ta vẫn chưa có tội. Bản công khai ta chưa đặt bút ký thì ta chưa thể gọi là tội nhân. Ta vẫn là thừa tướng của triều đình đây, đang bị bọn gian thần dùng mưu hèn trước mặt vu oan tội danh. Ngươi là kẻ hậu sinh nên về lật sách học lại bộ luật của triều đình do tiên đế soạn ra. Đa tạ ông đã nhắc nhở. Từ khi ta là sĩ tử, bước vào thềm rồng ứng thí, ta đã thuộc lào lào bộ chương luật lệ của Dương triều. Trong đó có ghi rõ, đối với bậc công thần, khi chưa nhận tội, thì xem như chưa thể khép tội họ. Như vậy,
Ngươi hãy nhìn lại cái mão đang đội trên đầu ngươi, xem có xứng đáng với trọng trách đang mang không. Chỉ dựng lên một màn kịch dũng về và bắt ép ta nhận tội, e rằng hơi khinh thường đối thủ. Làm quan phá án ngoài nhân chứng, vật chứng đầy đủ, thì cũng phải khiến cho tội phạm tâm phục khẩu phục, lạm dụng nhục hình hay ghép tội hồ đồ. Nên lục áo từ quan đi. Nhưng trong bộ luật hình của Dương Triều cũng còn có một điều: nếu có kẻ đồng phạm thú nhận tội lỗi thì đương sự xem như cũng thành tội danh, cho dù tội nhân không thú nhận. Giỏi, ta khá khen ngươi thuộc lòng bộ luật hình đó chứ. Những điều ngươi đưa ra lúc này tại đây có tác dụng gì? Muôn tâu hoàng thượng, ti chức xin được truyền đưa đồng phạm vào công đường để vạch tội thừa tướng trước công đường. Ti chức sẽ làm cho thừa tướng không những tâm phục khẩu phục mà còn phải cúi đầu nhận hình phạt thích đáng. Được, ta chuẩn tấu. Cho truyền nhân chứng vào. Dạ. Quệ phi xin bái kiến hoàng thượng hoàng hậu. Muôn tâu hoàng thượng, đây là quệ phi nương nương, kẻ đã thông gia với thừa tướng, cũng là đồng phạm với thừa tướng, lập mưu tạo phản, lật đổ triều đình. Bà ta sẽ là người biết tất cả sự thật để vạch tội thừa tướng cho mọi người biết tường tận. Quệ phi, những gì Trần Trung nói là sao? Bà đã khai những gì? Đừng để cho họ dùng kế ly gián chúng ta. Thừa tướng, ông nên thú nhận tội lỗi của mình để mong nhận được sự độ lượng của hoàng thượng, cho mình con đường sống. Bà điên à? Bà biết bà đang nói gì không? Bẩm hoàng thượng, chính thiếp là phi tần năm xưa gian díu với Tô thừa tướng. Kết quả của sự thông dâm tội lỗi là sinh ra nghiệt chủng, chính là hoàng tử Giản. Với mưu đồ xoán ngôi, nên ông ta đã vạch ra kế hoạch nuôi giọt máu của mình để sau này lên ngai kế vị. Chính thiếp là người đã đứng sau lưng mượn tay hoàng hậu để giết chết thái tử Anh Minh, để dọn đường cho hoàng tử Giản được chọn lên ngôi. Cấm miệng! Các người đã dùng tà thuật gì, bùa chú gì sai khiến bà ta ăn nói hàm hồ kết tội ta? Muôn tâu, ông ta chính là người năm xưa dùng dung dị khoác lên gương mặt thái giám để làm ra bao nhiêu chuyện bại hoại. Chính ông ta đã giết chết bao nhiêu sinh mạng mà vẫn ung dung là một kẻ khai quốc công thần. Tất cả quần thần trong triều đã bị ông ta che mắt thao túng, kể cả hoàng thượng cũng bị ông ta khống chế giam lỏng để thực hiện mưu đồ xoán ngôi. Tâu hoàng thượng, thiếp đã nhúng chàm từ lúc bị ông ta dụ dỗ mang thai và luôn làm tay chân rầm rắp tuân theo sự sai khiến của ông ta. Thiếp chỉ là một con cờ trong ván cờ tạo phản của ông ta. Tâu hoàng thượng, bà Quệ Phi được xem như là đồng phạm trong vụ án này, nay đã công khai thú nhận tội lỗi của mình, như vậy thừa tướng cũng được coi là tội nhân. Bà có điên không mà nói những lời như vậy? Ta không điên, mà ta đang tỉnh ngộ và nhìn thấy mọi việc. Kẻ dùng chính sinh mạng của con mình bất chấp để đạt được mục đích thì không thua gì loài cầm thú. Ta muốn hỏi ông, người đàn bà ở trấn ngoại biên có phải là người tình mà ông luôn yêu thương bất chấp đến nỗi giết chết chồng con của người ta để được sống bên nhau? Vậy thì trong mắt ông, ta và hoàng tử Giản là gì? Chỉ là một con cờ ông lợi dụng để thực hiện mưu đồ bá vương. Nếu hoàng tử Giản chết, ông cũng sẽ nhân danh trừ hôn quân, lập triều đại mới, lên làm thiên tử, có đúng không?
đúng không? Phải. Thằng con ngu xuẩn đó đã chết. Chẳng những nó nhu nhược, yếu hèn mà còn háo sắc. Nó dám cãi lệnh của ta, suýt nữa phá hỏng kế hoạch của ta. Vì một con tiện tỳ Vũ Thiên Ngọc, nếu ta không ra tay thì mọi việc sẽ tiêu tan. Còn bà, đúng là con đàn bà đê tiện. Bà chỉ muốn làm hoàng hậu, nắm cả tam cung lục viện, sẵn sàng bán đứt tên hôn quân để thông dâm với ta. Bà đâu có tốt đẹp gì đâu, cũng là vừa tham vọng quyền lực. Ta đã lợi dụng bà để thực hiện âm mưu của ta. Ta đã sai lầm vì không giết chết bà sớm để diệt trừ hậu quả. Đứng lại cho anh. Các ngươi đang giở trò gì đây? Dùng thuật dung gì để qua mặt công lý? Cả triều đình đang bị thối nát bởi sự gian trá xảo thuật. Ta không phục. Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Ngươi đã dùng thuật dung gì để mà tác quái đảo điên cả triều đình, thì bây giờ ta cũng dùng chính thuật dung dị để ngươi phải thú nhận tội lỗi của mình. Trần Trung, những gì lời khai của á này không thể gọi là của Huệ Phi. Những gì á nói không thể gọi là lời khai của đồng phạm và khép tội được ta. Các người đã sai khi dùng cách này để thắng được ta. Các quân thần và bá tánh sẽ truyền khẩu muôn đời. Sự lố bịch của công đường phán xử hôm nay. Trần Trung ơi Trần Trung, ngươi thật là trẻ con khi dùng trò hề này để bắt tội ta. Còn hoàng thượng cũng ngồi yên trên đó để xem hắn giở trò hèn hạ khép tội ta chăng? Các ngươi thật là tội nghiệp. Làm sao khép tội được ta với một lời khai không phải chính là đồng phạm? Tâu hoàng thượng, những gì bà Lâm trong mặt nạ của thiếp cung khai là hoàn toàn đúng sự thật. Tiện nữ sẽ viết bản cung khai rõ ràng chi tiết hơn và chịu nhận lãnh sự trừng phạt tội lỗi của mình. Huệ Phi, cấm miệng! Khốn kiếp, bà không được làm điều đó! Ngu xuẩn! Điên rồ! Tiện nữ cúi đầu mong hoàng thượng một ân huệ, là ban cho tiện nữ cái chết nhẹ nhàng để mau gặp lại đứa con dưới tuyền đài. Đồng phạm đã chịu cung khai và thú nhận tội lỗi, thì chức của thầy phán xử vụ án trốn thâm cung, thần sẽ soạn thảo kèm theo bản cung khai của Huệ Phi, xem như đã hoàn tất. Lính đâu? Dạ, giam thừa tướng và Huệ Phi vào đại lao chờ ngày mang ra pháp trường xử trảm. Dạ. Các ngươi là một lũ hữu dụng vô mưu, muôn đời cũng không thể đấu lại một người như ta. Một thừa tướng xuất chúng như ta, ta sẽ bất tử trường tồn. Cho dù các ngươi có phanh thây hay đốt thành tro bụi, ta là bậc chí tôn, bậc đế dương lưu danh muôn thuở. Đi. Các ngươi hãy đợi đó. Nương nương,
Con cũng sợ người đời nguyện rủa mình, nó còn là tạp chủng. Hoàng tử, con có lên ngai vàng thì cũng chỉ là hôn quân bạo chúa. Nếu không giết nó, con tại dưới suối vàng sẽ không được thanh thản. Quỳnh Phi, Quỳnh Phi. Thôi, thằng con buông súng nó đánh chết. Chẳng những nó nhung nhược, yếu hèn mà còn háo sắc, nó dám cãi lệnh của ta. Và suýt nữa phá hỏng kế hoạch của ta vì một con tiện tỳ Vũ Thiên Ngọc. Nếu ta không ra tay, mọi việc sẽ tiêu tan. Còn bà, đúng là con đàn bà đê tiện, cũng chỉ vì bà muốn làm hoàng hậu, nắm cả tám cung lục diện, sẵn sàng bán đứng tên hôn quân để thông dâm với ta, mà đâu có tốt đẹp gì đâu. Cũng là phường tham vọng quyền lực. Bà nói đúng, ta đã lợi dụng bà để thực hiện âm mưu của ta. Ta đã sai lầm vì không giết chết bà sớm để diệt trừ hậu quán. Thần quan quyền Trần Trung xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Trần Trung quan quyền, công lao của khanh thật là to lớn. Ta truyền ban vàng bạc nhung lụa khen thưởng cho khanh và gia quyến. Còn chuyện này nữa, ta sẽ phong tước cho khanh chức án sát quan. Từ nay khanh sẽ giữ trọng trách những vụ trọng án, bất kể là hoàng thân quốc thích. Nếu phạm tội, khanh cũng được quyền luận tội. Ta muốn ánh sáng của công lý được chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách ở trong thâm cung, để mang lại công bằng chính trực cho lê dân bá tánh. Tạ ơn hoàng thượng. Nhưng
cho thần một đặc ân. Những gì ta ban thưởng cho khanh vẫn chưa đủ sao, mà còn xin ta một đặc ân nữa. Bóng hoàng thượng, thì chức muốn đòi hết những lộc du ban để đổi lấy một đặc ân thôi. Đổi hết vàng bạc nhung lụa, đổi luôn chức án sát quan trong triều để lấy một đặc ân sao? Khanh làm ta tò mò quá. Được, khanh cứ nói. Thi chức mong bệ hạ anh minh, cho thi chức được phục chức quyền lệnh làng tre. Khanh nói vậy có nghĩa là... Dạ bóng hoàng thượng, chuyện trong cung đã có các quan tài cao đức trọng phò tá cho hoàng thượng. Thi chức xét mình tài hèn sức mọn, không thể nào đảm đương. Khanh có quá khiêm cung không? Bấy lâu nay dân lệnh bệ trồng về kinh phá án, nhưng trong lòng vẫn mong được phá án xong sẽ quay trở về làng tre. Từ lâu ti chức đã xem làng tre là quê hương của mình, một bước không nỡ rời xa. Về làng tre, ti chức có thể sống thoải mái an nhàn cùng với gia quyến và dân làng ở đó. Làng tre có khanh đã dọn sạch bọn đảng cướp và cường hào ác bá. Vậy có còn gì để cho khanh làm nữa chứ? Dạ bẩm hoàng thượng, còn rất nhiều việc đang chờ ti chức. Còn những lời hứa cùng dân làng đắp đê chống lũ, đào mương mang nước về cho ruộng, ở đó còn những trẻ thơ đang chờ ti chức về dạy cho cái chữ, cái nhân. Ti chức còn nợ dân làng làng tre nhiều lắm mà. Nếu ta muốn giữ khanh ở lại triều đình thì sao? Ti chức biết hoàng thượng sẽ không làm như vậy, vì hoàng thượng là vị vua anh minh sáng suốt, luôn xem dân như con và muốn mang lại sự ấm no cho ba tánh. Nếu bệ hạ chuẩn tấu ân huệ của ti chức, thì dân làng tre đội ơn của hoàng thượng nhiều lắm. Khá khen cho Trần Trung, khanh đúng là một vị quan vừa có tài lại vừa có đức. Ôi, thật ra trong thâm tâm ta cũng cần những vị quan trẻ tài đức như khanh phò trợ ta. Nhưng ta thiết nghĩ dân làng tre cần khanh nhiều hơn trẫm. Được, ta chuẩn tấu. Đa tạ hoàng thượng. Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Thư sinh và bà Vú xin cáo từ Trần đại nhân, phu nhân, bá mẫu và mọi người. Sẵn đây, mong Trần đại nhân nhận một lại của tiểu nhân để đáp tạ công ơn mà Trần đại nhân và mọi người đã không màng đến tính mạng của mình để phá án bắt kẻ thủ ác phải đền tội, để song thân dưới suối vàng cũng được ngậm cười thanh thản. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Kìa, hai người đứng dậy đi. Sau này ngươi tính thế nào? Ta mong ngươi đừng bỏ phí tài năng hội họa của ngươi, mà hãy cứ tiếp tục phát huy thiên phú của mình nha. À, mà nhớ là đừng vẽ những bức tranh u ám ảm đạm nữa. Tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ những lời dạy của Trần đại nhân. Tiểu nhân dự định sau này nhàn rỗi sẽ du sơn ngoạn thủy, để vẽ những bức tranh tả nét đẹp hùng vĩ của non sông Gấm Vóc. Hay lắm. Hy vọng rằng ta sẽ có dịp được chiêm ngưỡng tài năng của ngươi. Như vậy thì còn vinh dự đâu bằng. Không còn sớm nữa, tiểu nhân xin phép cáo từ. Xin phép cáo từ. Dạ, Thu Cúc cũng xin cáo từ Trần Trung đại nhân, phu nhân, bá mẫu và mọi người. Thu Cúc cáo từ ạ.
thương lộ bình an. Dạ. Trần đại nhân, Bá Mẫu, chúng ta lên đường thôi. Trời ơi, làm cái gì mà thu xếp ở trỏng lâu quá vậy? Hả? Hay là còn muốn nấn ná, muốn ở lại đây, chưa muốn đi? Dạ, làm gì có thưa Bá Mẫu. Nơi này, khi đi Dương Võ không dám quay đầu lại. Không mong có ngày tái ngộ. Vậy thì chúng ta mau lên đường cho sớm. Trên đường về, chúng ta sẽ ghé ngang mộ của Minh Hữu, đưa hài cốt của Minh Hữu về làm. Đi thôi. Dạ. Ta đi. Dạ. Dạ, đi con. Dạ. Đến đây thì chúng ta phải tạm nói là chia tay rồi. Mong có dịp, cha con ta sẽ qua làng tre tìm gặp đại nhân và mọi người để hàn huyên tâm sự. Cứ cho là khách khí cũng được, nhưng gia đình họ Vũ luôn mang ơn đối với Trần đại nhân và mọi người ở đây. Vũ lão gia, đừng nói ơn nghĩa ở đây mà mất đi sự thân thiện. Khi nào có dịp, ta sẽ đưa gia quyến thăm Vũ lão gia và Vũ tiểu thư. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Vũ phu nhân và các cháu. Xin đa tạ Trần đại nhân. Con cũng xin đa tạ Bá Mẫu, Trần đại nhân và phu nhân đã giúp cho Vũ Thị Ngọc này trong suốt hành trình vừa qua. Cũng xin cho Vũ Thị Ngọc này được cảm kích và tri ân. Ta nghĩ con không cần phải nói như vậy, nhưng mà con còn sơ sót một người đó. Dạ, đối với Dương huynh, ơn cứu mạng tiện nữ suốt đời không quên. Vũ tiểu thư, tiểu thư không cần phải nói điều đó. Thôi, trời cũng không còn sớm. Gia đình tôi xin cáo biệt đại nhân và mọi xin người. Xin cáo từ. Hẹn ngày gặp lại. Dạ, đi con. Dạ. Mà đi. Dạ. Nè. Dạ, Bá Mẫu. Sao không đi đi? Dạ, Bá Mẫu, lúc nãy đâu cần Bá Mẫu phải nói như vậy. Thì ta chỉ nhắc nhở thôi. Đứng đó mà ấm ức. Rồi bây giờ người ta đi đó, có muốn nói cũng muộn rồi. Thôi đi. Ờ. Trần Trung à, lần này trở về làng tre, việc gì cũng đã hứa làm thì con cứ làm. Nhưng mà mẹ nghĩ một việc rất là trọng đại mà con phải làm ngay. Không thôi sẽ xảy ra đại họa. Chuyện gì vậy mẹ? Là qua bên đàn nhất để dạm hỏi Vũ tiểu thơ. Hả? Bá Mẫu. Ừ? Bá Mẫu vừa nói cái gì? Không lẽ Trần Trung đại nhân tính lập thiếp sao? Được, có sao đâu. Ờ. Thôi đi, đừng có thẫn thờ nữa. Là đi qua dạm hỏi Vũ tiểu thơ cho nhà ngươi đó. Trời ơi, mấy cái chuyện gia thất của mình thì phải tự lên tiếng, tại sao nhờ người khác được? Ờ, Bá Mẫu à. Ừ? Làm sao tiểu nhân có thể nói được? Ủa, vậy chứ không lẽ để Vũ tiểu thơ nói hả? Mà ta e lần này á, khi trở về nhà, có lẽ là Vũ lão gia sẽ kiếm chồng cho Vũ tiểu thơ. Lúc đó ha, ngươi tha hồ mà hối tiếc. Sao có thể như vậy được? Không lẽ Vũ tiểu thơ đợi nhà ngươi lên tiếng, thì lúc đó ta e là Vũ tiểu thơ đã già rồi đó. Ờ, dạ, đại nhân, tự nhiên xin phép cho tự nhiên quay lại để đuổi theo họ. Ừ. Chắc là không kịp rồi. Dạ, Bá Mẫu, đại nhân, tự nhiên xin phép. Mẹ mong là lần này Dương Võ sẽ nắm bắt được hạnh phúc của mình. Dạ. Ừ, mình đi. Dạ, chào đại nhân. Dạ, chào đại nhân. 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 Chào bà con. Chào bà con. Đại nhân cũng trở về rồi. Dạ, bà con ở đây có chút lòng thành, mời quan quyện ăn lấy thảo ạ. À.
Đa tạ. Xin đa tạ. Dạ, Thảo Nhân. Dạ, Thảo Nhân xin gọi là phu nhân. Dạ, xin đa tạ. Dạ, xin gọi là phu nhân. Dạ, dạ, đa tạ. Gửi đại nhân. Dạ, gửi đa tạ. Đa tạ, đa tạ mọi lần. Gia đình ta đa tạ bà con nhiều lắm. Xin nhận tấm chân tình của bà con. Dạ. Tiêu, người có nhận tội vào đêm 15 đã lẻn vào nhà của cụ cố ăn cắp chuối không? Tay người dính đầy mũ chuối kìa. Dương Nghệ, bắt hắn xề tay ra. Xề tay ra. Dạ thưa đại nhân, tay Tèo dính đầy mũ chuối. Chính là Tèo có tội. Ngươi cần gì nói không? Thôi Tèo không chịu đâu, sao lúc nào cũng bắt Tèo làm hung thủ. Cho Tèo làm huyện quan một lần thôi, một lần được không? Ta là Trần Hiếu, con của quan huyện Trần Trung, thì ta phải làm quan chứ. Vậy cho ta làm giả tướng, bắt tội nhân giống như Dương Nghệ đi. Đâu có được, Tèo đâu có giỏi giỏi như Nghệ, làm sao bắt cướp được. Vậy thôi không chơi nữa, Tèo về đây. Để coi không có tội nhân thì quan Trần Hiếu sẽ xử làm sao. Tèo về đây. Tèo, Tèo, ta chưa xử xong mà. Tèo về, hai bạn xử đi. Ê Tèo, ta chưa xử xong mà. Dương Nghệ. Cha. Thì ra là hai mẹ. Con ở đây. Hai con có biết là cha mẹ đi tìm nãy giờ hay không? Con có biết là tới giờ ăn cơm rồi không? Mau về ăn cơm. Con nữa. Về ăn cơm. Ừ? Dạ. Sao ở vậy? Đâu có Dương Nghệ là ở đó có Trần Hiếu. Để đây con, về ăn cơm nha. Con chưa xử xong mà. Thôi đủ rồi, ở nhà mẹ nấu cơm có nhiều món ngon lắm. Về ăn nhanh kẻo nguội nha. Trần phu nhân vừa rất đảm đang, còn giúp Trần đại nhân phá án nữa. Thật đúng là một nội tướng chu đáo. Hôm nay nhìn Trần Hiếu no tròn trắng trẻo, chắc là do mẹ nấu thức ăn ngon cho nên Hiếu Nhi mới được như vậy. Vũ muội cũng đâu có kém cạnh. Nếu không thì Dương Võ đâu có chuyên tâm rong ruổi khắp nơi để tìm manh mối vật chứng chứ. Mẹ ơi, mai mốt con sẽ trở thành một kiếm khách giống như cha, trừ gian diệt bạo, bảo vệ bình an cho mọi người. Nhìn kìa, Dương Nghệ rất là khí khái, cũng giống như Dương Võ lúc trước vậy. Còn con, sau này con sẽ cố gắng học thiệt giỏi, con muốn trở thành vị quan tốt giống như cha. Giỏi lắm. Sau này á, Trần Hiếu sẽ trở thành một vị quan rất là tốt. Còn bây giờ á, thì Trần Hiếu phải ăn giỏi nè, mau lớn để phụ với cha làm việc chính nghĩa. Có đồng ý không? Dạ. Vậy bây giờ về ăn cơm thôi con. Dạ. Về ăn cơm thôi. Được rồi, về nhà. Dạ. Đi nào. Anh càng nói càng sai. Từ ngàn xưa trên thế gian ta dẫu biết rằng cuộc đời đôi khi không như giấc mơ. Mình đi cẩn thận nha mình. Thì thôi ta, ta cứ sống cho qua ngày mai, không oán than, không trách móc số phận an bài. Dù cho ta đang trắng tay, ta chưa có giàu sang. Dù cho ta đêm từng đêm với những ước mơ, thì thôi ta, ta sống sao để những ngày sau. Nhiều phong ba, nhiều đắng cay, ta vẫn là ta. Cuộc đời ta có đen có trắng có đổi thay. Đừng tham lam sân si làm điều xấu xa. Đừng gây thêm oán ân đời sau sẽ nở. Sẽ xót xa, sẽ khổ đau trọn kiếp con người. Đừng gieo thêm nhân gian là ta phải chịu. Những khổ đau, những sai lầm kiếp trước ta sao.